Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Không gian tiệc cưới lộng lẫy của Đan Nguyên vợ doanh nhân Thu Hoài. Không gian tiệc cưới của ca sĩ Đan Nguyên vợ doanh nhân được đầu tư quy mô với sảnh tiệc được trang trí như một tòa lâu đài, với những cột tháp cao kiểu hoàng gia và đôi cánh chim ưng biểu tượng của nam ca sĩ Đan Nguyên vợ doanh nhân. Tối ngày 2 tháng 12, tại trung tâm tiệc cưới nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hôn lễ chính thức của ca sĩ Đan Nguyên vợ doanh nhân. Đan Nguyên vợ doanh nhân xuất hiện trong lễ cưới với nụ cười tươi rạng rỡ và hạnh phúc. Đan Nguyên dành nụ hôn ngọt ngào cho vợ trước ống kính. Anh bật mí sẽ khiến bà xã bất ngờ trong đám cưới để cô ấy thật sự thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đây cũng là lời cảm ơn chân thành nhất mà ca sĩ người ta nói muốn dành cho người phụ nữ bên cạnh anh bấy lâu nay. Trong cuộc sống, Thu Hoài luôn là người hỗ trợ đắc lực bên chồng trong các dự án riêng. Cả hai cũng trải qua không ít thăng trầm trong công việc nhưng vẫn sát cánh bên nhau. Sau 6 năm bên nhau thì đến nay cả hai quyết định tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Vợ Đan Nguyên là một nữ doanh nhân người Việt kiều sở hữu khối tài sản tiền tỷ. Cô nổi tiếng với hình ảnh bên các siêu xe cũng như món đồ hàng hiệu đắt giá. Dù còn rất trẻ nhưng sự nghiệp và tiền tài của người phụ nữ này không hề đơn giản. Thu Hoài sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Việt. Cô tốt nghiệp Đại học San Diego chuyên ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế, từng làm phát thanh viên 7 năm ở công ty giải trí riêng, sau đó thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động đến nay. Trước đó, Thu Hoài từng gặp phải nhiều ý kiến cho rằng cô không xứng với giọng ca tình khúc vàng. Bà xã Đan Nguyên từng chia sẻ với truyền thông, tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về nhan sắc. Tôi nghĩ rằng với vẻ đẹp của một người, mình không thể chỉ xét ở bề ngoài mà cần nhìn tổng thể, từ tính cách, công việc, giao tiếp đến mọi điều trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả điều đó mới tạo nên bức tranh trọn vẹn về một người đẹp. Đan Nguyên là hiện tượng âm nhạc nổi đình đám ở hải ngoại. Đặc biệt anh ghi dấu ấn sâu đậm với những người yêu nhạc trữ tình. Anh sinh năm 1984 tại Huế, đến định cư ở Mỹ năm 1998. Đan Nguyên là ca sĩ được khán giả hải ngoại yêu mến không hề thua kém Quang Lê, Như Quỳnh, Phi Nhung. Năm 2006, Đan Nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại và đã chiếm được tới 4 giải nhất, một giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ Bắc Cali tới Nam Cali. Những ca khúc của Đan Nguyên phải kể đến như Mùa Xuân Đó Có Em, Lại Nhớ Người Yêu, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Chuyện Hoa Sim, Thành Phố Mưa Bay. Nam ca sĩ thường xuyên góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại, cũng như lưu diễn ở Anh, Canada và Úc. Nay ở tuổi 34, nam ca sĩ ngày càng chứng minh mình là một nghệ sĩ đa di năng. Không chỉ ca hát, Đan Nguyên còn tham gia đóng phim. Mới đây nhất, lần đầu tiên anh đóng vai chính trong bộ phim Hành Động Cánh Diều Mưa của đạo diễn Cường Ngô thực hiện tại Mỹ, cùng các diễn viên như Lâm Vi Say, Marcus Guilhem, Lily Nguyễn. Dù đã ở độ tuổi U40 nhưng Đan Nguyên vẫn giữ được cơ thể săn chắc, tráng kiện. Bí quyết của Đan Nguyên là thường xuyên tập thể hình. Những hình ảnh mới nhất của Đan Nguyên được chia sẻ khi trải nghiệm, khám phá tại vùng đất được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới. Đến và tham quan Bhutan bằng trực thăng riêng, Đan Nguyên khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ và dành nhiều sự yêu thích, like khi thấy những hình ảnh của anh. Đan Nguyên được chia sẻ khi trải nghiệm, khám phá tại vùng đất được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới. Đến và tham quan Bhutan bằng trực thăng riêng, Đan Nguyên khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ và dành nhiều sự yêu thích, like khi thấy những hình ảnh của anh chia sẻ trên trang cá nhân. Đan Nguyên là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Anh hoạt động ca hát, diễn xuất ở các sân khấu hải ngoại và thường xuyên lưu diễn ở các nước trên thế giới. Theo dõi trang cá nhân của Đan Nguyên, dễ dàng nhận thấy, ngoài ca hát, nam ca sĩ còn có sở thích du lịch. Anh đã đến rất nhiều nước để tham quan, khám phá và trải nghiệm. Và hiện tại, Bhutan là đất nước anh đang có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nam ca sĩ dành sự yêu thích cho đất nước xinh đẹp này. Anh còn hứa sẽ dành một bài review, tạm dịch, chia sẻ kinh nghiệm cho những ai muốn đến vùng đất xinh đẹp này. Theo nam ca sĩ, Bhutan không phải một quốc gia lớn mạnh, giàu có, thậm chí khá cô lập với thế giới. Tuy nhiên sự hạnh
Phúc mà người dân Bhutan có được thì không phải nơi đâu cũng có. Đến Bhutan, Đàn Nguyên được ghé thăm những ngôi chùa cổ kính, biết được những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tại đây. Bhutan là quốc gia nằm trong lục địa Nam Á, nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy Bhutan có nền kinh tế được xếp vào hạng thấp nhất trên thế giới, thậm chí nghèo đói và mù chữ vẫn còn phổ biến, nhưng những người dân nơi đây lại có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Vương quốc Bhutan nằm kề bên dãy Himalaya và có tới 60% diện tích của đất nước vẫn còn rất hoang sơ. Vào các dịp nghỉ lễ, người dân Bhutan luôn cảm thấy may mắn hơn rất nhiều so với người dân nước khác khi luôn phải chen chúc trong những khu đô thị ngột ngạt. Một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng nhờ vào phong cảnh tuyệt đẹp cùng ý thức, lòng tự tôn dân tộc đã khiến cho người dân ở đất nước này luôn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái khi sinh sống tại đây. Người dân của Bhutan có ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Một nửa diện tích đất nước được bảo vệ trong các khu vườn quốc gia. Bản thân họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong môi trường tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.